Không hiểu là tại sao cái con hổ mang cụt đuôi này, con này nó bị cụt đuôi mà nó lại phi vào chuồng con chó rồi. Rồi đây là con lòi, nó phi vào chuồng con chó rồi, nó cắn con chó này, nó phi vào chuồng con chó, chắc là định cắn con chó con thì con mẹ bảo vệ cho con, nhưng mà con chó con thì hai con vẫn đi, còn hai con thì còn sống. Đây. Ôi trời ơi, đây là tình huống mà nó bị ngộ độc, nó bị cắn ngộ độc. Không biết là nó bị cắn vào người hay là nó cắn vào con chó con là con mẹ liếm rồi nhiễm độc, không biết. Vì bọn hổ mang này thế thôi, nhưng mà cái nọc độc của nó nhiều lắm, nọc độc của nó đủ cắn chết cả một con trâu cơ. Chứ nó không phải là chỉ có con chó. Không có vết gì. Đây này, có vết đây này, đây. Đâu? Đây có vết đấy này. Nếu mà vết mà có hai vết thì là vết rắn. Đây. Đây này, đây đây này, đây với đây này. Thâm vào đây nữa này, đây này. Đây. Rồi, chính xác, nó cắn vào khuỷu chân rồi. Đây này. Đấy. Cái găng tay tí vứt đi nhá. Vì là có thể là cái nọc độc nó còn dính ra, mất công rồi lại ăn yết vào người. Trời, nó cắn thế, nó cắn khuỷu chân rồi. Vì nó để cắn vào đầu con chó nó khó lắm, nó bị nhiễm độc tím hết cả người, cả con chó con nữa. Ê, mẹ con, mẹ con rắn khốn nạn này. Coi như là bốn con là nó bảo vệ được hai con, thì không biết là hai con đấy nó có dính dáng gì không thì chưa biết, để chờ xem nào. Vì là nếu mà hai con chó con thì bị cắn thì là không bị cắn rồi, bây giờ vẫn còn là không bị cắn rồi, nhưng mà có thể nó sẽ liếm, nó liếm vào những cái chỗ có độc rồi thì nó cũng sẽ dính độc. Rồi chia tay lòi. Chia tay lòi, lòi bảo vệ con. Bảo vệ con và coi như là cũng đỡ được cho chủ. Chứ hôm đó mà lượn vào cái chỗ chủ nằm thì cũng không biết là như thế nào. Mà chôn lòi. Nó ở đây là câu chuyện ở đây, nó là câu chuyện là nó bị trúng độc. Như đấy là nó cắn như thế, nó cắn vào cái khuỷu chân sau. Trên này thì lại không nữa, trên này thì lại không. Mẹ các con hổ mang này, nó lại là cái con hổ mang theo cái kiểu là gọi là, nó gọi là cái loại hổ mang này, nó là cái con, nó gọi là cái con mẹ con hổ mang cụt đuôi. Con này nó bị đứt đuôi, chứ cái con rắn này là cái đuôi của nó dài hơn nhiều. Thế mà sao nó lại phi vào cái chỗ chó? Chắc là vì là nó có mùi, con chó nó còn đang có mùi sữa. Vì con lòi nó vẫn đang chăm con, là con đang tập ăn, vừa ăn vừa cho bú,